Hello, everybody, welcome to Health VKT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với con game Triệu Hồi Ninja phiên bản lậu. Và bản này phi khá nhiều hả? Nãy trông là khá là thơm đấy. Ok. Rồi đầu vô thì để cho bọn nó đi đánh đánh đấm lẫn nhau hả? Ây da, đầu vô thì chưa có gì hết, phải chạy nhiệm vụ đầu game cái đã. Ê, đi vô coi túi coi, túi đầu vô thì chưa có gì hết, kim nguyên bảo đồ này nọ thì vẫn chưa hả? Ok, nhiệm vụ nào? Rồi bây giờ chuẩn bị nhận kim nguyên bảo nè. Này, nhận 100 kim nguyên bảo, 100.000 kim nguyên bảo, 10 triệu bạc và VIP chính hả? Ok, để vô nè, cho nó gắn mảnh này nọ đi. Chơi riết rồi giờ phải thông minh ra, nó hướng dẫn thì cứ để nó hướng dẫn, tại vì chúng ta bỏ thì chút nó cũng hướng dẫn nữa. Nên trong thời gian nó hướng dẫn thì chúng ta cắn cái bóng VIP này đi. Đó, lên luôn VIP chính. Rồi quay lại mở nhân hai cho nó lẹ. Ok, và hôm nay thì heo nói chung thì có tìm ra được một món phi nữa hả? Sẵn có server mới với lại có một cái phần quà phi nữa. Nên là sẵn dịp thì vào giới thiệu cho anh em luôn. Ok, cho bọn nó chiến đấu thôi. Ok, tốc chiến lên cho nó lẹ lẹ nha anh em. Chứ để nó đánh tay không thì nó lâu quá. Đó, quà đăng nhập. Đó, đăng nhập 7 ngày, 8 ngày thì chúng ta sẽ có được con đệ nhất ha. Ok, nhưng mà trước mắt phải làm xong cái đống nhiệm vụ hàng ngày cái đã, làm nhiệm vụ đầu game cái đã. Được luôn, rất là quạo cái chuyện mà chơi game mà làm nhiệm vụ hàng ngày, làm nhiệm vụ đầu game. Còn cái đó là câu chuyện muôn thở rồi anh em, không không làm sao mà thay đổi được. Cái game này nó có cái bộ kỹ năng khá là gọi là nói chung là không phải là đẹp, nhưng mà nó được cái là bộ kỹ năng của nó phi, nó gọi là sao ta, nó theo cái phong cách mà của Naruto á, đi nhẫn giả đồ này nọ, nhìn thấy nó cũng khá ngầu. Đối với những anh em mà đam mê câu chuyện Naruto hả, mặc dù nó đã hết lâu rồi, bây giờ thì nó có bo Naruto mà cái giống gì á, chứ không phải Naruto ngày xưa của chúng ta hả. Ok, đến với thông tin server đây. Đây, ngoại trí M Team Triệu Hồi Ninja. Đó, khai mở máy chủ 4 Sakura 11 giờ ngày 19 tháng 9. Chính thức khai mở S4 Sakura thời gian 11 giờ ngày 19 tháng 9 2021. Tải game tại link nè hả. Đó, bước 1 chấm lên xe để nhận code này nọ. Vào game miễn phí cấp 50 VIP chính, tặng 5 tướng 5 sao, 150.000 vàng nhân 50 vé triệu hồi siêu cao và cao cấp ha. Đăng nhập 5 ngày liên tiếp nhận vàng là đây nè anh em. Không phải đây, phải rồi, nằm rồi này nè. Đây, không phải luôn. Không phải luôn, nó nằm đâu ta. À đây. Đó, điểm danh ha, 5 ngày mà không phải 5 ngày nữa mà 6 ngày. Mỗi ngày 50.000. Đó, thuê. Rồi tổng cộng là 300 đấy. Rồi cái này là các thông tin này nọ hả. Đó, skin ngầu BK khô máu nè, chơi ổn định trên hai nền tảng Android và iOS hả. Đó, bản này là cái bản mà chúng ta có Android lẫn iOS luôn nha anh em. Đấy, ok. Rồi quà cho tân thủ khi chơi nè, cấp 50 VIP chính, 50 vé triệu hồi đặc biệt, 50 vé triệu hồi nguyên tố, 6 triệu 500 ngàn ai xếp ninja, 15 triệu bạc. Ok, đây. Rồi, bây giờ anh em like xe để nhận code ha.
Rồi bây giờ giới thiệu sơ qua một lần nữa về đây Android nè hả, thì anh em biết rồi. Còn ở đây là iOS đó, Android iOS nè hả, fanpage riêng nè đó, iOS. Đó, iOS đầy đủ ha. Nè, có iOS by game online nè. Rồi bây giờ heo sẽ nhập code cái game này hả? Ok, để like share cái đã. Bà mẹ nó. Rồi nhập code xong thì ở trong hư sẽ có 10 gói quà. Đó, 6 triệu mấy A-Safe lên luôn cấp 50 nè hả? Đó. Rồi vé triệu hồi đặc biệt, vé triệu hồi nguyên tố 15 triệu bạc. Ok, 15 triệu. Với 10 triệu đầu nữa là 25 triệu hả? Rồi ở đây một số thứ khác. Rồi vé triệu hồi nguyên tố. Rồi bây giờ tới 5 con tướng nè hả? Quy bà Tetsunade hả? Một con tướng ếch. Rồi quy một con Nagato chuyển sinh ếch cộng luôn nha anh em. Đấy, con này khá là hợp. Nhưng mà nó không hợp bằng cái con cái con gì chịu hồi nó quên mẹ nó rồi. Mà cái con kia hợp hơn. Rồi ok, đồ ếch cộng luôn, mạng của Naruto Kushiha chị Kushina Uzumaki đó. Rồi ở đây chúng ta có một ông Rasa. Ừ, nghe cái tên là hết muốn nhét vô đội hình rồi. Đây, đây là con tướng mà heo thích nhất, ếch cộng đó. Con củ vĩ thứ 10, con vĩ hú thứ 10 đó. Hết một lần nữa xong rồi xóa hư. Ok đó, lên được level 50 hả, mở mấy cái nhiều thứ khác ra hơn. Rồi quà máy chủ, rồi đang đi kiếm cái gói quà có quà giảm giá. Trong này nó sẽ có một cái là có quà giảm giá nữa. Này triệu hồi 10 lần hả? Không, này không thèm triệu hồi đâu. Đây cũng có triệu hồi, đây nè, đó. Đây, trong gói quà giảm giá chúng ta sẽ mua được một con Naruto củ vĩ và một con Sakura. Đó, một con Sakura Haruno. Đấy, lên cái gì, cái đó gọi là cái gì ta, hiền nhân hay là cái gì rồi đó. Nó tích tụ mười mấy hai chục năm mà. Nói chung là một thời gian dài chắc ra nó không dùng tới. Okay, rồi mấy cái kia thì cũng là những thứ chúng ta đã quen thuộc ha. Rồi cái này là cái quà level nữa nè. Đó, có trang bị 5 sao, 3 sao. Lên level tiếp thì nhận được trang bị nữa hả? Ok. Rồi nạp tiền. Ở đây thì chúng ta có VIP hả? VIP thì chúng ta có quà VIP. Một con tướng ấy. Rồi một con Mandara tiên nhân. Cái bảng mà có cái bảng này tiên nhân là nó được cấy tế bào rồi, nó được hồi sinh rồi. Đó. Nó có luôn cái tế bào của đệ nhất. Nó có luôn cái hệ mọc luôn. Ok. Rồi mấy con này cũng không ngon lắm. Ochimaru, rồi chúng ta đi kiếm con Obito quá. Hoặc là con chung là có nhiều lắm. Để đó đi, từ từ tính tiếp. Rồi, thì cái bảng này nó có một cái hay nữa. Là anh em vào cái gói rồi, cái gói tích nạp á. Cái phần tích nạp của game nó mất mẹ đó mà. Sự kiện nạp thẻ fanpage. Đâu rồi ta, vì nó có cái phần tích nạp nữa. Tích nạp thì nó có nó có cái phần quà cũng khá là hôm. Nó có skin và kim nguyên bảo nữa, cho đâu hình như nghe nói là 300 á, 200 gì đó. Đâu rồi,
nói như vậy chứ heo còn chưa biết nữa là có test đâu. Ok, nạp hẻ thì nó đá qua bên kia. Ok, không biết phải cái này của mình không, để mà đăng nhập vào cái đó anh em. Đây anh em vào trang chủ của game ha. Đây, bấm vào home cho nó dễ. Rồi chúng ta sẽ chọn con game. Đó. Rồi đây game ha, chúng ta kéo xuống. Ở đâu mất mẹ nó rồi. With God Phật bay. Đây. Ở đây nó sẽ có gói quà nè hả. Chúng ta bấm phóc bự bự ra thì chúng ta sẽ thấy nó có nhiều gói trong này lắm anh em. Đó. Đây là có gói quà bảo trì ha. Ok, chúng ta sẽ nhận. Ta đang ở S3 đúng không? Đó, bấm nhận. Rồi ở đây chúng ta sẽ nhận quà nè. Đó. Một thời trang. Thời trang này là thời trang gì đây? Một thời trang. Rồi 200.000 kim nguyên bảo, tổng là 300 mấy nha. Đó. Rồi một thời trang Naruto. Đó. Phê dùng liền đây. Thời trang Sakura chiến cơ sử dụng liền. À, tạm thời chưa có anh hùng này. Ok. Vô gì? Gì sử dụng thất bại, tạm vô cai anh hùng. Chắc là không có anh hùng á. Nãy tôi nhớ tôi mở được một đống tướng mà ta. Ok, bây giờ là lúc chúng ta chưa có mở mấy con này ra. Ôi giời ơi. Ok. Rồi mở ra, mở luôn con Sakura ra. Rồi dùng thử rồi. Đó, trời ơi. Uzu Naruto Uzumaki gì Tetsudo vãi cả lòng. Thơm không? Đó. Rồi đây, nhận thêm một cái nữa. Đó. Quá đẹp đúng không? Trời ơi. Rồi đây giờ vô coi đóng tướng lại nè. Ủa sao nó không có cái ngoại trang kia ta? Để đi ra nhét nó vô đánh thử rồi. À đây nè. Mở là được rồi nè. Đây. Ủa mà sao? À như là con thường. À đúng rồi, nó chỉ nhận có một con à. Hồi nãy chúng ta có hai con lận anh em. Bà mẹ nó. Đây nè. Nãy chúng ta có hai con lận. Nãy chúng ta có hai con Naruto tiên nhân lận. Nó lấy hết một con nè. Đó thấy chưa? Naruto tiên nhân nè. Đó. Ok, chúng ta có hai cái ngoại trang hả? Đấy, anh em lên trang chủ lấy hả? Đó. Gì nữa đây? Mạnh hơn gì đây? Không, ta không quan tâm. Để chút xíu cho nó bỏ cái... đó, bỏ qua. Không, ta không quan tâm cái hướng dẫn đó. Rồi, đây chế tạo tướng nè hả? Rồi, đó. Lụm tiền. Rồi. Bây giờ vô để nâng thử hai con này coi. Nhìn ngoại trang nó nhìn cũng thấy ham đó nhưng mà chưa biết sao. Sao nó không phải là cái ngoại trang kia ta? Cái ngoại trang của con của cái con kia kìa. Cái con này nó cũng không có nhìn nó không có mạnh lắm. Mà con kia bộ khó kiếm á. Khó kiếm hơn con này. Con này thì thấy dễ kiếm hơn. Hay xếp đồ đá cầu tăng bậc đồ thì nó cũng nằm ở đây. Anh em có thể vô đây mua hả? Chỉ sợ là không có tiền thôi. Nhưng mà chúng ta còn 200 mấy, 300 mấy. Dư sức anh em à. Ok dư sức hả. Quay ra, nâng lên. Đó. Ủa chưa mở nữa hả? Ok, như tới 80 lần. Hôm nay chúng ta lại có hai em mới. Ôi giời ơi. Chế độ tiên nhân đồ hả? Bỏ mấy em này ra. Đây, để anh Naruto vào hả? Cũng vậy rồi. Nó chỉ thay đổi cái ngoại hình thôi. Ok, nó chỉ thay đổi có ngoại hình nè anh em. Nè, đánh lại một cái nữa nè. Nhưng mà
cái kỹ năng của game này nó khá là đẹp ha. Ok, nhìn coi bộ cũng đáng đồng tiền bát gạo lắm á nha. Ok rồi, chúng ta sẽ nâng luôn con đây, con Sakura. Ok, cái thời trang nhìn nó tù với bệnh hồn luôn vậy á. Quy luôn ngoại trang nha, nhớ nha anh em, nhớ nhận nha. Trong đó nó có 200.000 kim nguyên bảo nữa nha anh em. Ok ok, anh em nào mà xem tới hết khúc này mới biết, còn anh em mà coi chút xíu thì chắc không biết đâu. Nhiều anh em vô coi khúc đầu khúc đuôi anh em bỏ đó, mà thường là video thường là những khúc gây cấn nó nằm khúc sau ha. Đồ mã quýnh nè, ghê không ghê không, nhưng mà bộ đồ này không hợp với nó. Wow, tướng tăng đỡ đòn kinh ta. Oh man, con này làm tướng tăng há vơi luôn á. Đó, đó, không suy nhê, hấp thụ luôn. Đồ. Ok, ok. Rồi, thì nhắc lại thông tin server cho anh em nào hồi nãy giờ mới vô chưa biết hả. Đây, chúng ta có thông tin server. Khai mở server 4 Sakura 11 giờ ngày 19 tháng 9 ha. Anh em nào có chơi thì tải về, link theo sẽ để dưới phần mô tả ha. Ok. Rồi, bye bye, chào tạm các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok, bye bye.